Ukraine đang tận dụng mọi nguồn lực từ những vũ khí hiện đại của phương Tây đến các khẩu súng hàng chục năm tuổi để phòng thủ trước tên lửa UAV của Nga. Nga đang bắt đầu tập trung không kích cơ sở hạ tầng của Ukraine khi mùa đông đến, lặp lại chiến lược vào cùng thời điểm này vào năm 2022 nhằm phá hoại nguồn cung cấp năng lượng quý giá. Ukraine đang bố trí một lưới phòng không nhiều lớp kết hợp giữa các hệ thống từ thời Liên Xô với thiết bị công nghệ cao của phương Tây cùng các nhóm tình nguyện viên chuyên theo dõi máy bay không người lái của Nga và báo động cho quân đội. Tuần qua, Nga đã phóng loạt tên lửa UAV tấn công các khu dân cư ở một số thành phố lớn nhất của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần nhấn mạnh đất nước ông cần các tổ hợp phòng thủ tên lửa hơn những loại vũ khí khác. Nhưng Mỹ cũng như các đồng minh phương Tây không lưu trữ chúng quá nhiều trong kho và có thể phải mất nhiều năm mới sản xuất được. Xung đột ở Ukraine là nơi thử nghiệm các hệ thống phòng không vốn đã phát triển mạnh hơn khi UAV trở thành mối đe dọa và ngày càng nhiều quốc gia hay các nhóm vũ trang chạy đua xây dựng kho vũ khí tên lửa và rocket. Tom Krakow, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington nhận định, không ai nói rằng phòng không sẽ mang đến chiến thắng trong một cuộc xung đột, nhưng thiếu chúng, bạn sẽ thất bại. Phòng không có vai trò tối quan trọng đối với Kiev. Chúng giúp chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, đồng thời ngăn lực lượng không quân Nga kiểm soát bầu trời Ukraine, khiến họ không thể tấn công các mục tiêu như ý muốn. Ngày 22 tháng 12, không quân Ukraine cho biết 3 tiêm kích bom Su-34 của Nga đã bị bắn rơi ở miền nam nước này, đánh dấu thành công lớn nhất của Kiev trong cuộc đối đầu trên không với Moscow kể từ khi xung đột bùng phát. Mùa đông năm 2022, Nga đã phóng khoảng 1.000 tên lửa và 1.000 UAV vào các thành phố và cơ sở hạ tầng Ukraine. Theo phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat, nước này đã bắn rơi 70-75% số này. Nga vẫn duy trì được nguồn cung tên lửa bất chấp những dự đoán từ phương Tây rằng năng lực sản xuất của họ đang cạn kiệt. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine ước tính mỗi tháng Nga có thể sản xuất khoảng 100 tên lửa hành trình, 4 tên lửa đạn đạo siêu vượt âm và 5 tên lửa đạn đạo. Tình báo quân đội Anh cho rằng Nga đã để dành những tên lửa hành trình tốt nhất trong vài tháng qua nhằm xây dựng một kho dự trữ đáng kể cho chiến dịch mùa đông. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, Anh, ngay cả trước xung đột, Ukraine đã có một hệ thống phòng thủ tên lửa tương đối tốt với 403 tổ hợp trên đất liền. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ước tính hỗ trợ từ các quốc gia khác đã đưa con số lên tới khoảng 564, gần bằng 1/3 so với cả châu Âu cộng lại. Trong số các hệ thống phòng không tinh vi nhất của Ukraine, có 5 khẩu đội Patriot tầm xa được Mỹ, Đức và Hà Lan gửi đến. Kiev cũng có hệ thống SAMT do tập đoàn tên lửa châu Âu MBDA chế tạo và được Pháp hỗ trợ. Cả hai hệ thống của phương Tây đều có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách gần 100 km. Theo Philip Bridlev, tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu, những hệ thống tầm xa này là thứ Ukraine cần nhất, song phương Tây chưa cung cấp đủ. Ông nói, hãy nhìn Ukraine rộng lớn như thế nào và họ phải phòng thủ ở mức độ nào. Hầu hết hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp cho Ukraine là loại tầm trung với tầm bắn khoảng 40 km. Chúng gồm một tổ hợp Hawk của Mỹ, ít nhất 20 tổ hợp NASAM do Mỹ, Litva và Na Uy gửi đến, và ít nhất 5 hệ thống Iriste từ Đức. Những hệ thống phòng không tầm ngắn hơn gồm ít nhất 50 pháo phòng không tự hành Đức Gepard và các tên lửa như Stinger của Mỹ, Star Trek từ Anh. Kiev cũng sử dụng các hệ thống phòng không tầm xa và tầm trung có từ thời Liên Xô. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, mặc dù chúng phát huy hiệu quả, nhưng họ đang dần cạn kiệt kho tên lửa. Điều này khiến Ukraine và Mỹ phải chuyển đổi một số bệ phóng cũ của Liên Xô để bắn được cả tên lửa của phương Tây. Các nhà phân tích cho rằng, việc sử dụng quá nhiều hệ thống khác nhau như vậy có thể khiến lưới lửa phòng không Ukraine trở nên kém hiệu quả hơn. Krakow nói, bạn cần có một hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp, nghĩa là thứ gì đó kiểm soát mọi thứ. Mặc dù không được trang bị vũ khí phức tạp như tên lửa phương Tây đắt tiền, các đơn vị như của bà mẹ hai con Svetlana Ruda, 40 tuổi, với những khẩu súng máy cỡ nòng lớn và súng trường tấn công cũng đóng vai trò quan trọng đối với lưới lửa phòng không của Ukraine. Các đội tình nguyện này điều khiển những ụ súng máy trên các tòa nhà cao tầng và tuần tra rìa các thành phố bằng xe bán tải có lắp súng. Họ thường nhắm đến UAV. Hồi đầu tháng 12 năm 2023, phòng không Ukraine tuyên bố tiêu diệt 18 UAV Nga chỉ trong một đêm. Hầu hết chúng bị hạ bởi các nhóm tình nguyện. Tổng thống Zelensky cho biết trên Telegram như vậy. Vào một buổi tối gần đây bên ngoài Kiev, Miria, đơn vị của Ruda, đã quan sát bầu trời để tìm Shahed, loại UAV mà phương Tây cho rằng Iran đã cung cấp cho Nga.
mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hiểm. Nhóm làm việc theo ca 24 giờ. Họ sử dụng kính ngắm ban đêm, máy ảnh nhiệt và máy tính bảng để ghi lại hành trình của UAV. Tuy nhiên, họ vẫn phải chiếu đèn để theo dõi con mồi, một dấu hiệu cho thấy khả năng phòng thủ của Ukraine còn thô sơ như thế nào trong trận chiến trên không công nghệ cao này. Họ sử dụng nhiều loại vũ khí lỗi thời, trong đó có cả bản sao súng máy Maxim của Anh sản xuất năm 1933. Theo các chuyên gia quân sự Ukraine, cuộc chiến UAV đang thay đổi nhanh chóng. Sau khi Ukraine cải tiến được lưới lửa phòng không của mình, Nga đã lập tức thay đổi chiến thuật để thích nghi. UAV Nga trước đây thường bay theo đường thẳng, nhưng nay chúng biết đổi hướng và đến từ nhiều phía. Theo Sát và Ignat, phát ngôn viên của không quân Ukraine, Nga cũng bắt đầu sơn màu đen cho các UAV để chúng khó bị phát hiện hơn và phủ chúng bằng vật liệu carbon nhằm hấp thụ bớt sóng radar. Trong lần săn UAV gần đây của đơn vị Ruda, người ta có thể nhìn thấy một ngọn đèn chiếu sáng rất nhanh dưới gầm của mục tiêu trước khi bầu trời bừng lên với hỏa lực từ hàng loạt khẩu súng máy. Cuối cùng, UAV phát nổ giữa những tiếng reo hò. Khẩu súng Kalashnikov của Ruda là một trong những khẩu súng đã bắn hạ chiếc UAV đó. Nhưng khi những mảnh vỡ vừa rơi xuống, cô phải tìm chỗ ẩn nấp ngay lập tức, có rất ít thời gian để ăn mừng. Ruda giải thích, niềm phấn khích chỉ diễn ra trong vài giây bởi vì bạn biết sẽ có nhiều đợt tấn công khác đang đến và bạn phải cảnh giác. Mức độ khốc liệt của chiến sự Ukraine khiến châu Âu nhận ra hậu quả của nhiều thập kỷ giảm ngân sách quốc phòng và thiếu đầu tư công nghiệp vũ khí. Quân đội Anh, đồng minh quân sự hàng đầu của Mỹ và là nước chi tiền nhiều nhất châu Âu cho trang bị quốc phòng, hiện chỉ còn khoảng 150 xe tăng và hơn 10 hệ thống pháo tầm xa đủ điều kiện tác chiến ngay lập tức. Kho vũ khí của quân đội Hoàng gia Anh hạn hẹp đến mức hồi năm 2022, họ phải cân nhắc phương án trưng dụng và hoán cải hệ thống rocket phóng loạt từ Viện Bảo tàng để viện trợ cho Ukraine, nhưng ý tưởng này cuối cùng đã được gác lại. Pháp, nước chi đậm thứ hai châu Âu cho quốc phòng, đang sở hữu chưa đến 90 hệ thống pháo hạng nặng có thể sử dụng ngay. Con số này tương đương mức thiệt hại trong một tháng của pháo binh Nga trên chiến trường Ukraine, theo ước tính của giới quan sát phương Tây và các quan chức Ukraine. Đức còn trong tình trạng báo động hơn nữa khi giới chức nước này cảnh báo kho đạn chỉ đủ sử dụng trong 2 ngày nếu chiến sự xảy ra. Một số căn cứ đang không đáp ứng đủ nhu cầu trang bị, cơ số đạn đến nhu cầu cơ bản như Internet và vật dụng vệ sinh. Ủy viên quốc phòng tại Quốc hội Đức Eva Hock cho biết quân đội đang ở trong cảnh món gì cũng thiếu. Tiết lộ của ông được đưa ra trong phiên điều trần hồi tháng 3 sau khi hoàn tất đánh giá thực trạng năng lực quốc phòng của nước này. Thời kỳ cuối chiến tranh lạnh, hai quốc gia Đông Đức và Tây Đức có tổng cộng hơn 800.000 quân. Sau hơn 3 thập kỷ thống nhất, quân đội Đức còn khoảng 180.000 người trong biên chế. Tây Đức vào thập niên 1980 có hơn 7.000 xe tăng chiến đấu, nhưng nước Đức giờ đây chỉ còn khoảng 200 chiếc và trong đó chỉ có khoảng 50% đủ điều kiện để lăn bánh ra chiến trường. Chiến sự tại Ukraine khiến các nước châu Âu như chợt tỉnh giấc và nhận ra thách thức nghiêm trọng về năng lực vũ trang. Họ cam kết sẽ viện trợ quốc phòng hàng tỷ đô la cho Ukraine để rồi nhận ra năng lực sản xuất vũ khí đang ở mức rất thấp sau nhiều thập kỷ giảm đầu tư cho quân đội.